Em mới đã giành được 7,5 triệu, anh có thùng máy nào chiến 1.4 Gata 5 CSGO không anh? Được em chốt luôn, follow cả ba kênh anh không làm hơi tiếc. Có luôn em ơi. Đầu tiên là lắp cái men vô. Rồi lắp đó sao xài? Lắp đây này cô nương. Xong rồi. Thấy còn thiếu gì nữa không? Thì RAM nè, không RAM sao chảy. Ngược đầu thì sao vô? Tài lánh không à? Đây! Xong rồi nha! Nguyên một đống dây vậy mà kêu xong rồi đó hả? Nguyên một đống dây vậy mà kêu xong rồi đó hả? Cắm dây nguồn nữa là xong! Bật lên, chiến thôi! Sao nó không lên? Cái gì vậy bà đợi? Chưa bật công tắc nguồn sao lên? Bật máy coi! Lắp máy là dễ nha anh em! Dễ dữ ha! Đấy, Valorant nha em ơi. Hôm nay anh cầm Phantom, auto headshot. Xin tin bản cái tuổi. Quá mượt luôn. Chơi gì mà gà vãi. Rồi, chơi đi. Bắn hay dữ ta. Hay á. Chơi gì mà gà vãi.